quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chung cư của ban quản lý tòa nhà đô thị Plaza về công tác mở cửa bể bơi chuẩn bị phục vụ cư dân và khách hàng từ hè 2017. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cư dân, đồng thời mang lại không gian nghỉ ngơi thư thái cho cư dân trong dịp nghỉ hè năm nay, Ban Quản lý Tòa nhà Dolphin Plaza đã triển khai công tác chuẩn bị và đưa bể bơi vào vận hành bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2017. Công tác chuẩn bị cho bể bơi vận hành được Ban Quản lý chú trọng và quan tâm. Nhân viên bể bơi phối hợp với bộ phận làm sạch và bộ phận kỹ thuật triển khai công tác vệ sinh, rà soát phòng ngừa rủi ro và căng dây phân làn tại bể bơi, đảm bảo an toàn cho cư dân khi vui chơi dịp nghỉ hè. Từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2017, bể bơi sẽ được mở cửa miễn phí phục vụ cư dân trong những ngày lễ. Từ ngày 2 tháng 5 năm 2017, quý cư dân khi sử dụng bể bơi sẽ được tính phí theo quy định mà chủ đầu tư đã phê duyệt, được dán tại các khu vực bảng tin của tòa nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.